Hello anh em nhá. Nay lại lên anh em cái mẫu áo này. Nhìn phong cách chưa? Áo này sờ vào là đã thấy mát rồi, như chưa nói mặc lên người anh em ấy. Mẫu này em đang sẵn size SM. Màu đen. Màu xanh than lộ. Xanh than nhá, chứ không phải màu đen. Em 64 cân mặc KS luôn, đẹp luôn, vừa form luôn. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Anh em quan tâm thì cho em một lượt like, một lượt bình luận nhé. Có cho em một đăng ký kênh ạ. Cảm ơn anh em. Mẫu mã đây. Đấy, anh em check thoải mái không?